chào các bạn. Với nền kinh tế phát triển và chính sách mở cửa hội nhập với các nước hiện nay thì cụm từ du học không còn quá xa lạ đối với các bạn học sinh, sinh viên của chúng ta. Đi du học, bạn sẽ được tiếp thu với nền giáo dục đẳng cấp, được sống và hòa nhập với môi trường mới, gặp gỡ và giao lưu với các bạn bè quốc tế, làm tăng thêm mối quan hệ xã hội của các bạn. Dù vậy, bạn sẽ lựa chọn việc đi du học ở đâu? Nếu ở Mỹ, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phỏng vấn xin visa, hay ở Úc thì chi phí du học lại khá đắt đỏ. Vậy tại sao bạn không lựa chọn du học tại New Zealand? Hệ thống đào tạo và giáo dục New Zealand rất tiên tiến và tương xứng với các nước khác như Mỹ, Úc hay Canada. Và đặc biệt, sau khi hoàn thành xong chương trình học thì các bạn còn có cơ hội việc làm và định cư hấp dẫn. Vậy để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay thì Trang sẽ cùng các bạn trò chuyện với chị Kim Huệ là chuyên viên tư vấn của du học Tân Đại Dương để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này các bạn nhé. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa thì bây giờ Trang xin đọc một số câu hỏi của các bạn đã gửi đến công ty Tân Đại Dương trong thời gian qua. Và đầu tiên là thư của bạn Mai Hương. Bạn gửi thư với nội dung như sau. Chào Tân Đại Dương, em tên là Mai Hương, hiện tại em 18 tuổi và em đang chuẩn bị đi du học tại New Zealand. Tuy nhiên em vẫn có một số thắc mắc muốn nhờ du học Tân Đại Dương giải đáp là việc du học New Zealand có cho phép sinh viên quốc tế làm thêm hay không? Và liệu sau khi tốt nghiệp tại New Zealand thì em có thể xin được công việc tại đây hay không? Cảm ơn câu hỏi của bạn Mai Hương. Hiện nay New Zealand có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm để giúp đỡ cho sinh viên quốc tế trang trải chi phí cũng như tạo cơ hội hòa nhập cùng cộng đồng và gặp gỡ người mới. New Zealand cho phép sinh viên quốc tế làm thêm 20 giờ một tuần trong suốt thời gian học và làm đoàn thời gian trong kỳ nghỉ lễ, thực tập hưởng lương từ 3 tới 6 tháng tùy theo trường. Và sau khi tốt nghiệp thì sinh viên được phép ở lại làm việc từ 1 tới 2 năm. New Zealand đang có sự thu hút về nguồn nhân lực trẻ. Hơn nữa, New Zealand cũng thực hiện chính sách mở cửa để thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài. Một số ngành được chính quyền New Zealand ưu tiên và cộng điểm để xét định cư khi bạn làm việc như là kiểm toán, lập trình viên, viễn thông, quản trị mạng, y tế và phục vụ xã hội. Đối với sinh viên quốc tế, để có được công việc tại New Zealand sau khi tốt nghiệp là không hề khó khăn. Tiếp theo là thư của bạn Ngọc Ý. Bạn gửi thư với nội dung như sau. Chào anh chị Tân Đại Dương, em là Ngọc Ý, 22 tuổi và hiện em đang là sinh viên năm 2 tại Đại học Auckland ở New Zealand. Và em muốn là sau khi hoàn thành xong chương trình học thì em sẽ làm hồ sơ xin định cư ở lại tại New Zealand. Nhưng em nghe nói là muốn định cư tại New Zealand thì không hề đơn giản chút nào. Vậy Tân Đại Dương có thể giải đáp những thắc mắc trên của em được hay không? Em xin cảm ơn. Chào Ngọc Ý, việc định cư tại New Zealand không quá khó khăn như bạn đã tưởng tượng. Vì theo quy định của Cục Di trú New Zealand, để được xét định cư thì các ứng viên cần tối thiểu là 100 điểm theo thang điểm của Cục Di trú. Điểm này sẽ được tính dựa trên một số đặc điểm của ứng viên như là độ tuổi, kỹ năng, thành phố làm việc, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp. Yêu cầu độ tuổi yêu cầu từ 20 tới 29 tương ứng với 30 điểm. Về việc làm thì nếu như mà mình làm việc trên 12 tháng thì sẽ tương ứng với 60 điểm. Và kinh nghiệm làm việc từ 2 năm thì sẽ tương ứng với 10 điểm. Về trình độ chuyên môn thì yêu cầu là mình sẽ học từ cấp 7 đến cấp 8 sẽ tương ứng với là 50 điểm. Trong bảng trên có liệt kê những điểm chính của quy định tính điểm của cuộc di trú. Ngoài ra còn các điểm thưởng dành cho các ứng viên. Thì điểm thưởng này có thể dựa trên các thành phố mà ứng viên lựa chọn nộp đơn hoặc ngành nghề mà ứng viên làm việc. Nếu ứng viên làm việc ngoài thành phố Auckland thì sẽ được cộng thêm 10 điểm. Hoặc làm việc trong lĩnh vực thiếu hụt nguồn nhân lực thì cũng được cộng thêm 10 điểm. Ngọc Ý có thể thấy được việc định cư tại New Zealand không hề khó khăn. Có một bằng cấp và một công việc tại New Zealand là đã đảm bảo cơ hội định cư cho ứng viên. Chị có thể đưa ra một ví dụ cho em tham khảo như là một ứng viên tốt nghiệp chương trình cử nhân trên 2 năm tại New Zealand sẽ được 60 điểm. Có một công việc tại New Zealand sẽ được 50 điểm. Và ở độ tuổi dưới 30 thì sẽ được thêm 30 điểm. Vậy tổng số điểm đạt được là 140 điểm. Với số điểm này thì mình có cơ hội là được đảm bảo định cư tại New Zealand. Cảm ơn lời giải đáp thắc mắc của chị Huệ. Và tiếp theo là thư của bạn Thảo Nhi quê ở Hà Giang gửi đến cho chương trình với nội dung như sau. Xin chào anh chị Tân Đại Dương, em là Thảo Nhi quê ở Hà Giang. Hiện nay em đã tốt nghiệp xong chương trình cao đẳng tại trường cao đẳng tài chính hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang có dự định du học tại New Zealand và xin nhập cư tại đây. Nhưng em lo lắng là vì hiện nay số lượng người xin nhập cư tại New Zealand ngày càng tăng cao và điều này có thể dẫn đến việc làm thay đổi chính sách nhập cư của New Zealand hay không? Bạn Thảo Nhi thân mến, mặc dù lượng người nhập cư tăng lên nhanh chóng, nhưng chính phủ New Zealand vẫn không có kế hoạch thay đổi luật nhập cư vì những quy định hiện tại thì vẫn đảm bảo được sự lựa chọn việc làm cho người dân bản địa và góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Tuy nền kinh tế của đất nước đang phát triển đều đặn, nhưng trong thị trường lao động có kỹ năng vẫn còn nhiều thiếu hụt và các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân công có tay nghề cao, đặc biệt là ở các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin. Với đà tăng trưởng kinh tế như hiện nay của New Zealand thì nhu cầu nhân lực luôn cấp thiết và tạo áp lực lớn lên nhân số chỉ vỏn vẹn hơn 4,5 triệu người, trong khi khu vực địa lý rộng lớn và kinh tế phát triển nhanh. Vì các lý do trên thì sinh viên quốc tế có rất nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm, để tích lũy kinh nghiệm cũng như gia tăng thu nhập. Đặc biệt là chính phủ bên New Zealand cũng đang khuyến khích và tạo điều kiện để sinh viên sẽ được ở lại sinh sống tại New Zealand, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, cơ hội định cư tại New Zealand đối với du học sinh rất là cao, nên bạn có thể yên tâm về vấn đề này. Tiếp theo là thư của bạn Hoàng Lâm gửi về cho chương trình như sau. Xin chào Tân Đại Dương, em là Hoàng Lâm. Hiện em 20 tuổi và đang sống tại Lâm Đồng. Em rất muốn được du học tại New Zealand. Tuy nhiên, em không biết là chương trình học tại New Zealand như thế nào, điều kiện đầu vào ra sao. Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp em để em có thể tham khảo và lựa chọn một chương trình phù hợp với bản thân mình hay không? Vâng, xin chào Hoàng Lâm. Nếu bạn chọn chương trình đại học tại New Zealand thì bạn cần phải đáp ứng những điều kiện sau. Bạn phải hoàn thành năm nhất đại học tại Việt Nam, hoặc là bạn phải học cái chương trình trung học phổ thông có thời gian là 13 năm, tương đương với hệ thống giáo dục New Zealand là A-level của Anh hay là chương trình trung học phổ thông của Úc. Ngoài ra thì bạn có thể đăng ký thêm chương trình dự bị một năm trước khi vào chương trình đại học. Ngoài chương trình đại học thì bạn có thể lựa chọn một trong những chương trình sau để theo học. Chương trình Diploma Level 5 trong thời gian học là 1 năm, Diploma Level 5 và 6 thì trong thời gian là 2 năm, Level 5 và đến Level 7 thì thời gian 3 năm, tương đương với đại học. Và nếu muốn liên thông hay học nâng cao lên thì bạn chỉ cần học 1 hay 1 năm rưỡi nữa là bạn có thể học có bằng đại học từ một trong 8 trường đại học lớn tại New Zealand. Hàng năm có thể xem xét các yêu cầu đầu vào của từng bậc học để chọn một lộ trình phù hợp cho mình. Tiếp theo là thư của bạn Quỳnh Chi đến từ Đồng Tháp. Bạn gửi thư với nội dung như sau. Xin chào Tân Đại Dương, em đã xin được visa du học New Zealand vì theo em tìm hiểu thì thấy rằng hệ thống giáo dục ở đây rất tốt. Không những thế, ở New Zealand đang có chính sách định cư rất hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế. Vậy Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp em, nếu như em hoàn thành xong lộ trình học tại New Zealand thì phải mất thời gian là bao lâu để được định cư ở lại? Em rất mong nhận được phản hồi sớm từ Tân Đại Dương. Quỳnh Chi thân mến, sau khi hoàn thành ít nhất chương trình Diploma Level 5 và 6 thì bạn sẽ được cấp thêm Working Visa 1 năm để ở lại tìm việc. Và nếu có công việc ổn định và có công ty bảo lãnh thì mình sẽ xin thêm được là Working Visa 2 năm. Và trong thời gian này thì mình có thể nộp tiếp hồ sơ xin thường trú dân. Như vậy bạn có thể xin định cư với thời gian chưa đến 3 năm nếu đáp ứng đủ các yêu cầu xét duyệt. Hay là sau khi bạn hoàn thành chương trình Diploma Level 7 1 năm, bạn cũng được cấp Working Visa 1 năm. Cũng theo trình tự trên, để xin thêm được 1-2 năm Working Visa, nếu có công ty bảo lãnh và vị trí làm việc có địa vị xã hội như là quản lý hay là trưởng phòng trở lên, ở những ngành nghề ưu tiên định cư thì tổng thời gian bạn trở thành công dân New Zealand chỉ mất khoảng 3 năm thôi. Hy vọng câu trả lời của chị Huệ đã phần nào giải đáp được thắc mắc của bạn Quỳnh Chi nhé. Và tiếp theo là thư của bạn Hồng Phượng, 22 tuổi, bạn đến từ Cà Mau. Thư của bạn như sau. Em là Hồng Phượng, em đang học năm cuối trường đại học Nguyễn Tất Thành, ngành du lịch nhà hàng khách sạn, và em đang có dự định là sau khi tốt nghiệp sẽ sang du học tại New Zealand vì em nghe nói là ngành này có nằm trong danh sách ưu tiên định cư. Vậy ngoài ngành này ra còn có những ngành nào nằm trong danh sách định cư hay không? Mong Tân Đại Dương phản hồi sớm cho em. Xin chào Hồng Phượng. Theo thông tin từ Bộ Di trú New Zealand thì ngành du lịch khách sạn thì nằm trong cả danh sách các ngành thiếu hụt tay nghề khẩn cấp và cũng nằm trong danh sách các ngành nghề thiếu hụt tay nghề về lâu dài, nên cơ hội định cư đối với sinh viên tốt nghiệp ngành này là rất cao. Ngoài ra còn rất nhiều ngành nghề khác cũng nằm trong danh sách trên như là xây dựng và cơ sở hạ tầng, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện và kỹ sư cơ khí. Về lĩnh vực kinh doanh tài chính thì mình sẽ có cái ngành là kế toán, kiểm toán, nông nghiệp và lâm nghiệp. Ngành dầu khí cũng nằm trong danh sách được định cư. Nếu như bạn cũng thích về ngành công nghệ thì mình sẽ có thể tìm kiếm những cái ngành nghề liên quan như là kỹ sư phần mềm, phát triển web, thiết kế. Còn nếu như mình yêu thích về lĩnh vực y dược thì mình có thể những cái ngành nghề thích hợp với bạn như là bác sĩ phẫu thuật, nha sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm y khoa, kỹ thuật viên gây mê, tâm lý học lâm sàng, hoặc là ngành công nghệ sinh học. Và ngành công tác xã hội cũng là được nằm trong danh sách định cư. Với lời giải đáp của chị Huệ thì chị nghĩ rằng là Quỳnh Chi có thể lựa chọn cho mình học cái ngành du lịch nhà hàng khách sạn tại New Zealand thật là dễ đúng không nào? Thì cái chương trình này thì cũng phù hợp với lộ trình mà bạn đang theo học tại trường đại học Nguyễn Tất Thành hiện nay. Và cảm ơn câu hỏi của Quỳnh Chi nhé. Tiếp theo chị sẽ đọc câu hỏi của bạn Hồng Trang. Bạn gửi thư với nội dung như sau.
Chào Tân Đại Dương, em là Nguyễn Hồng Trang. Hiện nay em đã đi du học New Zealand được 2 năm và em mong muốn sau khi hoàn thành xong chương trình học thì em sẽ xin phép được định cư tại New Zealand theo diện visa tay nghề. Vậy, để có thể xin được tấm visa này thì em cần phải làm gì ạ? Rất cảm ơn câu hỏi vừa rồi của bạn Hồng Trang. Thì để có thể xin được visa tay nghề thì Hồng Trang cần phải lưu ý và thực hiện đầy đủ những bước dưới đây. Bạn phải đệ trình đơn bày tỏ sự quan tâm lên Bộ Di trú New Zealand. Nếu như đơn mình được xét duyệt và nếu đủ điều kiện thì bạn sẽ được mời nộp đơn xin định cư lên Bộ Di trú New Zealand. Và cái đơn xin định cư của mình thì sẽ được xét duyệt và bạn sẽ được thông báo kết quả cuối cùng, có thể rơi vào một trong ba trường hợp sau. Bạn được chấp thuận cho thường trú tại New Zealand, hoặc là bạn được chấp thuận cho visa làm việc tại New Zealand. Visa làm việc là loại visa tạm thời trong thời gian đợi thường trú. Và cái trường hợp thứ ba là đơn của mình bị từ chối. Thì để nộp đơn lên EOI, trước hết bạn phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản để xin visa thường trú và đạt trên 100 điểm theo thang điểm di trú New Zealand. Rồi sau khi thỏa mãn các điều kiện trên thì bạn sẽ được đưa vào danh sách EOI vào thời điểm lựa chọn. Nếu như bạn có số điểm trên 140 điểm thì đương nhiên bạn đã được mời nộp đơn xin định cư lên Bộ Di trú ở New Zealand. Tiếp theo là thư của bạn Thanh Bình. Bạn gửi thư với nội dung như sau. Chào Tân Đại Dương, tôi là Thanh Bình và hiện tôi đang làm dược sĩ tại công ty Dược Hậu Giang. Năm nay tôi đã là 35 tuổi và tôi rất muốn làm hồ sơ đi định cư ở New Zealand theo diện visa tay nghề. Nhưng tôi lo lắng là vì không biết mình đã lớn tuổi thì có thể xin được visa định cư hay không. Tôi rất mong nhận hồi âm và từ Tân Đại Dương. Vâng, xin chào anh Thanh Bình. Vấn đề tuổi tác vẫn là mối lo lắng cho những ai mà muốn xin visa định cư theo diện tay nghề tại New Zealand. Tuy nhiên, đối với trường hợp của anh thì không cần phải quá lo lắng. Anh vẫn có thể xin được visa định cư nếu anh đáp ứng đầy đủ những điều kiện dưới đây. Anh phải nằm trong độ tuổi từ 20 tới 55 tuổi. Anh thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và mình phải thỏa mãn các điều kiện về tư cách. Đối với một số ngành nghề nhất định thì mình phải có đăng ký hành nghề, ví dụ như là ngành kiến trúc sư, dược sĩ, vật lý trị liệu. Anh phải có trình độ Anh ngữ tương đương là bằng IELTS ít nhất là 6.5. Với những người phụ thuộc trên 16 tuổi đi theo thì phải có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS nhất là 5. Cảm ơn câu trả lời của chị Huệ. Và tiếp theo là câu hỏi của bạn Minh Nhân. Chào Tân Đại Dương, em tên là Minh Nhân và hiện em đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được 1 năm rồi. Em đang có dự định sẽ định cư tại nước ngoài, nhưng em đang phân vân là không biết sẽ chọn giữa New Zealand và Úc như thế nào, vì hai nước này đều có những chính sách định cư rất hấp dẫn ngang nhau. Vậy Tân Đại Dương có thể đưa ra lời khuyên để giúp em có thể lựa chọn đúng đắn được không ạ? Minh Nhân thân mến, trên thực tế thì việc định cư tại New Zealand hay Úc đều là những lựa chọn đúng đắn và hoàn hảo dành cho bạn. Bởi lẽ hai nước này đều là hai nước cực kỳ phát triển và môi trường sống trong lành, yên tĩnh, tệ nạn xã hội cực kỳ thấp. Cho nên việc lựa chọn sống và định cư ở đâu đều rất tốt cho bạn. Tôi chỉ khuyên bạn hãy bình tĩnh và lựa chọn cho thật kỹ trước khi làm hồ sơ. Vì thông thường một hồ sơ xin định cư Úc và New Zealand sẽ có nhiều điểm giống nhau, như là những ngành nghề ưu tiên, thang điểm xét và IELTS cùng ưu tiên. Nhưng về điểm khác nhau chính là thời gian để bạn có được chứng nhận thường trú dân trong tay. Ở Úc thì bạn cần cư trú ít nhất là ở Úc từ 5 năm mới có thể nộp đơn xin thường trú 2 năm. Mất 1 năm xem xét hồ sơ định cư và nếu thuận lợi thì đúng 8 năm sau bạn mới có thể định cư được tại Úc. Với các đơn nộp tại các thành phố lớn thì tỷ lệ thành công lại càng thấp hơn. Còn ở New Zealand thì bạn không có ràng buộc quy định là bạn phải ở New Zealand là 5 năm mới được phép nộp hồ sơ định cư. Quan trọng vẫn là dựa trên ngành nghề đang thiếu hụt hiện tại, về vị trí công việc và bằng IELTS mà bạn hiện đang sở hữu. Tiếp theo là thư của bạn Thúy Diễm. Thư của bạn với nội dung như sau. Em tên là Thúy Diễm, 20 tuổi và hiện nay em đang bổ túc hồ sơ để được đi du học New Zealand. Vì em đã từng bị rớt visa du học Mỹ nên em muốn chuyển hướng sang du học New Zealand. Vậy với trường hợp của em thì có xin được visa New Zealand được hay không? Liệu xin visa du học New Zealand có gặp khó khăn gì như Mỹ hay không? Bạn Thúy Diễm thân mến, ở New Zealand thì luôn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho du học sinh quốc tế trong việc xin visa du học. Nhằm khuyến khích cho du học sinh quốc tế nói chung cũng như là học sinh sinh Việt Nam nói riêng, thì hiện tại chính sách xin visa của sinh viên đã được thay đổi. Theo đó, các thủ tục xin visa New Zealand cũng được đơn giản hóa và việc chứng minh tài chính cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thủ tục chứng minh tài chính để xin visa New Zealand du học dựa trên từng điều kiện cụ thể của mỗi gia đình học sinh sinh viên và được xét duyệt một cách công bằng. Căn bản để được cấp một cái visa du học thì bạn phải chứng minh được là gia đình bạn có đủ tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại cũng như học phí trong suốt thời gian lưu trú tại New Zealand. Làm hồ sơ New Zealand thì cũng không có quá khó khăn nên hy vọng bạn sẽ thành công trong đợt xin visa lần này của mình. Tiếp theo là thư của bạn Trúc Anh. Bạn đến từ Long An, bạn gửi thư như sau. Xin chào Tân Đại Dương. Du học là ước mơ từ nhỏ của em.
Song vì tài chính của gia đình em lại thuộc diện trung bình khá, nên em không thể lựa chọn những nước có chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Vậy nên Tân Đại Dương có thể tư vấn cho em nên chọn lựa du học tại nước nào để em có thể thực hiện được ước mơ du học của mình được hay không? Xin chào Đức Anh. Về chi phí học tập và chi phí sinh hoạt luôn là vấn đề nan giải mà không chỉ riêng cho con Đức Anh mà hầu hết các du học sinh đều gặp phải. Tuy nhiên thì Đức Anh có thể lựa chọn du học tại New Zealand là một đất nước cũng có nền giáo dục uy tín, chất lượng, đẳng cấp mà chi phí lại không quá tốn kém. Tại New Zealand, học phí cũng như chi phí sinh hoạt tương đối phù hợp với mọi đối tượng sinh viên. Học phí thay đổi tùy theo khóa học về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội, cử nhân hay khóa cao học và thời gian của khóa học. Chi phí tại New Zealand thì thấp hơn nhiều so với nước khác, chỉ khoảng một nửa chi phí học tập tại Mỹ, nhưng chất lượng giáo dục và điều kiện sống cũng không hề thua kém. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn được phép đi làm thêm và tham gia các kỳ thực tập hưởng lương tại New Zealand để tiết kiệm thêm chi phí và trang trải cho cuộc sống. Cộng thêm môi trường sống thanh bình, xã hội thân thiện, văn minh, kinh tế phát triển cùng với hệ thống giáo dục tiên tiến kèm theo các chính sách tạo điều kiện cho sinh viên làm thêm, trao cơ hội việc làm thuận lợi cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nên tôi nghĩ là du học New Zealand là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các du học sinh ở Việt Nam. Cho nên là bạn Trúc Anh có thể yên tâm về cái việc mà lựa chọn du học New Zealand của mình nhé. Và tiếp theo là câu hỏi của bạn An. Bạn 16 tuổi, bạn gửi thư với nội dung như sau: Chào Tân Đại Dương, em tên An, năm nay em 16 tuổi và em hiện đang học lớp 10 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình em muốn em sẽ đi du học New Zealand vào năm tới, nhưng em còn đang rất lưỡng lự vì không biết hệ thống đào tạo giáo dục tại New Zealand có tốt như ở các nước Mỹ, Úc, Canada hay không. Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp em về vấn đề này không ạ? Chào em An. Hiện nay New Zealand đang dần trở thành một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới. Môi trường học tập an toàn cùng với những ưu đãi đặc biệt trong quá trình xin visa đã thu hút hơn 40.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến sinh sống và học tập. Ở New Zealand cũng có cái hệ thống giáo dục rất là chất lượng cùng với đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp và các trang thiết bị tiên tiến hiện đại được quản lý tập trung và hoàn chỉnh. Cục quản lý chất lượng văn bằng New Zealand yêu cầu các trường học phải ghi danh về cái số lượng du học sinh và đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn về văn bằng. Thì hiện tại ở New Zealand có 5 trường đại học nằm trong bảng xếp hạng 400 trường đại học danh tiếng nhất thế giới do tạp chí Times Higher Education bình chọn năm 2013-2014. Với mô hình giáo dục ở New Zealand có đặc thù là để địa phương tự quản lý và kiểm soát cùng với các chương trình học đạt tiêu chuẩn quốc tế, đó chính là mô hình giáo dục mà các trường cũng như là cộng đồng New Zealand đã dày công xây dựng trong 20 năm qua. Họ tự hào đã tạo nên một hệ thống giáo dục duy nhất trên thế giới và giờ đây họ đang gặt hái thành quả của mình. Du học New Zealand là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các du học sinh Việt Nam bởi vì New Zealand xếp hạng 4 về tỷ lệ sinh viên quốc tế ở bậc đại học và cũng đạt được có tỷ lệ là du học sinh cao nhất ở bậc sau đại học. New Zealand cũng được xếp hạng 3 về số lượng sinh viên quốc tế ở bậc tiến sĩ. Nên chị nghĩ là du học ở New Zealand là một cái lựa chọn đúng đắn cho các học sinh mình. Cảm ơn chị Hoài đã tham gia chương trình hỏi đáp ngày hôm nay và chị hy vọng rằng với những lời giải đáp của chị Hoài đã phần nào đó giải đáp được những thắc mắc của các bạn đã gửi thư về cho công ty Tân Đại Dương. Và để hiểu rõ hơn về du học New Zealand, chính sách việc làm, chính sách định cư như thế nào thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương 0838484879 hoặc các bạn có thể trực tiếp đến công ty tại địa chỉ 148/1 Trần Văn Khải, quận Nhất các bạn nhé.